Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi làm một chương trình đó là review về cơ sở vật chất của khoa sản nhiễm trùng C3. Và hôm nay các bạn có thể đi theo tôi để cảm nhận khoa C3 như nào ạ. Xin mời ạ. Đây ạ, camera đi theo tôi ạ. Lời đầu tiên mà đến khoa C3 chúng ta phải nhìn được những cái ảnh của khoa C3 nha. Các bé rất là ngộ nghĩnh. Thật sự là các bạn, camera quay hành lang đi ạ, toàn bộ hành lang. Thật sự là như bệnh viện quốc tế luôn. Khoa này các bạn có thể hình dung ra là một khoa sản nhiễm trùng, bệnh nhân thường là cảm thấy rất sợ vào khoa này, nhưng mà với tôi ấy, tôi cảm giác như vào đây là như vào khách sạn luôn. Khách sạn ở đây là thứ nhất là không có mùi, thứ hai là sạch sẽ, đây sàn nhà bóng loáng lên. Và phòng đầu tiên chúng ta camera vào đây ạ, phòng đầu tiên sẽ là phòng hành chính. Phòng hành chính khi bệnh nhân nhập viện ấy, sẽ phải qua phòng hành chính để làm các cái thủ tục nhập viện. Đây các bạn nhìn thấy ạ, các y bác sĩ đang làm việc rất là tận tình, nên các bạn yên tâm về cái thái độ phục vụ của các y bác sĩ. Đây ạ, rất đẹp ạ, như là một cái khách sạn này, có hoa này, có đủ tất cả. Đây, camera đi theo tôi tiếp ạ, camera đi theo tôi. Đây, chúng ta tiếp theo sẽ là phòng đẻ. Phòng đẻ của đây sẽ là bệnh nhân nhập viện ở khoa C3 sẽ được dùng một cái phòng đẻ riêng biệt. Đây ạ, tôi sẽ không vào vì cái đây sẽ là nơi kiểm soát nhiễm khuẩn. Thật sự là phòng đẻ này cửa rất xịn, chắc là xịn hơn cả phòng đẻ của khoa dịch vụ ấy ạ. Dạ, tiếp theo ạ, đây ạ, camera quay đi ạ. Đây, vô tuyến này, truyền thông này. Đây ạ, tiếp tục đây sẽ là ảnh của đội ngũ, toàn bộ đội ngũ nhân viên của khoa C3. Đây ảnh rất đẹp. Như một cái gọi là gì nhỉ? Trình diễn ảnh luôn ạ. Đó, camera quay đi ạ. Đây ạ, tiếp theo sẽ là cây nước. Cây nước thì đây có cây nước nóng lạnh, nên bệnh nhân điều trị tại khoa C3 sẽ không phải mang một thứ gì như là phích hoặc là cốc gì. Hình như là nếu mà tôi được biết là khoa C3 cũng có cốc giấy đấy ạ, nên các bạn yên tâm là về việc là không cần phải mang lỉnh kỉnh khi đi sinh ạ. Tiếp theo ạ, cái đặc biệt mà các bạn có thể để ý ạ, tôi làm review ấy, cái mà tôi thích nhất ấy, đó là nhà vệ sinh. Các bạn thường rất sợ khi mà đến bệnh viện nhà vệ sinh là bẩn hôi, nhưng mà chúng ta sẽ vào xem nhà vệ sinh của khoa C3 như nào ạ. Xin mời ạ. Đây ạ, ui camera, chắc là không có bồn tắm nhỉ, nếu có bồn tắm thì vào tắm luôn. Cửa rất xịn đây này, thật sự là xịn đây này. Đây ạ, chị dọn vệ sinh đúng không ạ? Vâng ạ, ok, camera vào đây ạ. Đây ạ, bồn tắm Inox nhá, chứ không phải là Villa Sera nhá, có khi còn xịn hơn nhà tôi ấy. Ok, cây xanh này rất thoáng. Vâng ạ, đây là có sấy này. Các bạn đang hình dung đây, tôi đang ở khách sạn ý, có phải là ở bệnh viện không? Đây, giấy khách nè. Thật sự là bất ngờ đấy. Bất ngờ, thật sự là bất ngờ đấy ạ. Đây ạ, nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh nữ này. Còn đây là nhà vệ sinh nam. Camera vào đây ạ. Các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Giấy này, tất cả này, đều đầy đủ. Chắc tôi cũng phải ngồi đây tí. Thật sự là vào đây ấy, có khi tôi ngồi ở đây ấy, tôi ngồi ở đây, tôi cảm giác như là có thể ngủ luôn ở đây thật. Đây ạ, các bạn có thể nhìn ạ. Còn đây là thùng rác các thứ. Có một cái nữa mà bạn có thể để ý là khi mà các bạn bệnh nhân ấy, có một cái cần gì sự trợ giúp ấy, có thể gọi chuông báo động. Thật sự là quá hiện đại. Còn gì để mà chê nữa không nhỉ? Chắc là tôi phải đi tìm cái gì để chê qua C3 nhưng mà hình như chưa thấy. Dạ. Thôi camera đi theo tôi ạ. Camera đi theo tôi. Ok. Còn một cái nữa tôi muốn giới thiệu với các bạn này. Khi mà các bạn đến ấy, thường thường là có một cái tình trạng đó là các bạn sợ là mất đồ khi ở bệnh viện đúng không ạ? Đây ạ, tủ bệnh nhân. Tủ bệnh nhân nhé. Có khóa riêng nhé, khóa riêng của từng cái nhé. Nên các bạn yên tâm về cái độ, thứ nhất là độ an toàn khi vào khoa C3. Thôi, tôi cũng chẳng nói nhiều nữa. Chốt, C3 number 1. Không chọn C3 thì chọn khoa nào? Xin cảm ơn.